Tiếp theo, chúng ta nói về việc kiểm tra và kiểm soát nguồn hàng kinh doanh hàng ngày. Đối với những nhà hàng, thì nguồn hàng là yếu tố rất quan trọng. Chính vì vậy, phải đảm bảo rằng hàng định nhập vào phải kiểm tra chất lượng ngay. Hiện tại, tuy không có số liệu thống kê cụ thể, nhưng tỷ lệ mất an toàn thực phẩm từ nguồn hàng đầu vào có tỷ lệ rất cao. Hầu hết các mô hình quán ăn, nhà hàng khi bán các thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, thì chính thực phẩm đó là thực phẩm bẩn, tức là nguồn ô nhiễm đến từ các nhà cung cấp, chứ không phải đến từ nhà hàng. Chính vì vậy, nếu nhà hàng đã đảm bảo nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm đạt chất lượng rồi, thì chắc chắn việc nhà hàng đem thực phẩm đó ra phục vụ khả năng bị ô nhiễm sẽ không cao. Đối với hàng hóa, nếu chúng ta không bảo quản tốt thì sẽ phát sinh các chi phí ẩn, gây rủi ro, dẫn đến thất thoát doanh thu của nhà hàng. Giả sử như một lô hàng gần hết hạn hoặc không sử dụng được thì chắc chắn sẽ phải hủy lô hàng này. Chính vì vậy, chúng ta sẽ phải tiếp tục có đội ngũ đề xuất để lên đơn hàng và từ đó sẽ tăng khối lượng công việc của nhà hàng lên rất nhiều. Hoặc khi một thực phẩm nào đó hết hạn sử dụng, hoặc là đôi khi mình không kiểm tra kỹ, tới khi mà chúng ta chuẩn bị chế biến rồi thì trong kho của nhà mình lại không còn nữa, dẫn tới trường hợp mình phải đặt hàng gấp. Quá trình đó sẽ phát sinh thêm những chi phí ẩn, như đơn giản là chi phí đặt shipper giao hàng. Đó là những chi phí ẩn mà chúng ta không thể nào lường trước được nếu bảo quản hàng hóa không tốt. Cho nên, công tác nhận và bảo quản rất là quan trọng. Nguồn hàng không tốt thì có thể vì để lâu nên vi khuẩn phát triển gây tác hại cho sức khỏe của con người. Tiếp theo sau đó sẽ dẫn đến thiệt hại, ảnh hưởng đến thương hiệu. Tất cả các vấn đề về an toàn thực phẩm đều ảnh hưởng đến thương hiệu. Về việc nguồn cung sản phẩm, tùy theo chiến lược của chuỗi cung ứng mà mỗi nhà hàng thường có thể lựa chọn cho nhà hàng nguồn cung cấp thực phẩm phù hợp. Tuy nhiên, phần lớn đối với các nhà hàng tại Việt Nam thường sẽ có từ 2 đến 3 nhà cung cấp. Điều này sẽ giúp các nhà hàng có thể so sánh được giá. Giả sử nếu chỉ có một nhà cung cấp thịt mà họ muốn tăng giá lên, thì nhà hàng cũng chẳng thể nào biết được. Thứ hai, sẽ có những trường hợp mà nhà cung cấp đứt nguồn cung. Chính vì thế, nhà hàng cần phải có ngay các nhà cung cấp khác để thay thế. Để an toàn nhà hàng, cần nên có 2 nhà cung cấp. Thứ ba, liên quan đến vấn đề về xử lý hóa đơn, sẽ có những nhà cung cấp có hóa đơn và sẽ có những nhà cung cấp không có hóa đơn. Ngay những thực phẩm hết sức cơ bản, nhà hàng cũng cần phải có hóa đơn. Ví dụ, khi đi siêu thị, mặc dù có những thực phẩm rất nhỏ như tiêu, hành, tỏi, nhưng tại siêu thị họ vẫn sẽ cung cấp hóa đơn cho bạn. Đối với các nhà hàng chuyên nghiệp, họ sẽ ưu tiên sử dụng của các nhà cung cấp giao tới ngay tại nhà hàng. Còn đối với các quán ăn nhỏ hơn, sẽ tận dụng ưu thế bằng cách tự chủ động đi mua để có được mức giá tốt hơn. Và thường họ sẽ mua ở những chỗ hầu như sẽ không có hóa đơn. Tuy nhiên, điều này có thể gây khó khăn cho nhà hàng hay cơ sở kinh doanh của bạn cần thay thế sản phẩm khác. Ví dụ, nếu một nhà hàng chỉ sử dụng đùi gà độc quyền đến từ Mỹ và chỉ có một nhà cung cấp đùi gà đó, dĩ nhiên việc thay thế nguồn cung sẽ trở nên khó khăn hơn. Vừa rồi là một số kiến thức quan trọng mà người làm trong lĩnh vực kinh doanh ẩm thực cần phải trang bị cho bản thân. Ở video tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm hệ thống an toàn thực phẩm trong nhà hàng nhé.